Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Cũng video hôm nay, Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng chiêm ngắm một vài tác phẩm bonsai. Đây là vườn cây bonsai ở thành phố Quy Nhơn quý vị. Thì cũng chia sẻ vài tác phẩm hàng bưng bê, trong đó thì cũng có một vài size lớn, đặc biệt là hải châu. Anh chị em cùng xem và tham khảo đi giao lưu nhà vườn. Nhà vườn Thanh Phong hôm nay xin chào mấy anh chị em. Hôm nay nhà vườn em lên cho anh chị một số tác phẩm bonsai. Tác phẩm đầu tiên là tác phẩm hải châu nha mấy anh chị. Một tác phẩm đầu tiên, một tác phẩm hải châu, hàng bưng bê. Cây dè rồi nha mấy anh chị. Về cốt tác phẩm hải châu này cũng rất là duyên dáng. Nó khéo cái phần này nè, anh chị em xem và để ý, nó dính liền từ bên này đi lên trên này, nó cũng liền nhau, nó rất là khéo. Về tác phẩm này thì chi tán nó cũng khá là dày hết rồi. Trước đó thì nhà vườn mình cứ cân chỉnh lại đó, nên là cái phần hoa nó chưa ra kịp. Nhưng mà sắp tới là những cái đầu hoa này, nó những cái đầu lọc này nó sẽ cho hoa. Anh chị em mình chơi trái sau. Đây là phần cốt, size cũng tầm một người bê nhẹ thôi. Đặc biệt là anh chị em mình có thể là trang trí những cái ban công hay là những cái không gian nhỏ hẹp. Rồi, mình chia sẻ về kích thước. Hoành dưới đế là 40. Cao 49. Cao 49. Tán 50. Tán 50. Đấy, một tác phẩm hải châu. Cây này cũng cốt chậu, nuôi lâu. Rất là lâu rồi quý vị. Phần cốt chậu này cũng khéo cốt, duyên dáng. Phần trên này nó cái về thiên nhiên, nó có một xíu lũa thiên nhiên. Nói chung là không vấn đề gì quý vị, cây vẫn sống khỏe. Rồi, về tác phẩm hải châu này có giá bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 3 triệu 2 nha mấy chị. 3 triệu 2 một tác phẩm hải châu, giá giao lưu tại vườn. Đấy, số điện thoại Thanh Phú đã ghim trên màn hình. Anh chị em mình có nhà ý thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn để giao lưu. Tiếp theo là một tác phẩm hải châu. Hải châu hàng mini bưng bê. Dán đổ nha mấy chị. Cốt này hay nè quý vị. Đang hoa, hoa trái. Về tác phẩm này thì anh chị em mình sở hữu về vừa chơi, vừa chăm, vừa nuôi thêm cái cần này cho nó to ra quý vị. Còn vì cốt là anh chị em mình yên tâm rồi. Cốt rất đẹp mà nạt cốt. Đây, các cái đầu thẹo mà nó đã mít hết rồi. Nó kéo liền. Tức là cây này cũng nằm chậu cũng khá lâu. Đây, anh chị em mình xem mặt bên này luôn. Cái cốt nó hay, nó vặn hay quý vị. Vì nằm chậu lâu rồi nó cũng hơi chìm. Cũng có thể là anh chị em mình tiếp tục về chơi, về nuôi. Nó sắp xong cây thì anh chị em mình cứ nâng nó lên, chơi một cái tán đổ xuống vậy nè, như một cái dòng chảy nè. Trước tiên là đang hoa nè, trái nè. Anh chị em mình cũng có thể là ngắm hoa trái, nuôi thêm cái cần này nó to thêm nữa là ok. Đã định hình sẵn rồi quý vị. Rồi, mình chia sẻ về kích thước. 42. Tán là 42. Cao từ chậu đi, cao từ chậu lên 14. Tầm 14. Còn cái hoành mình đo từ đây, đo hào từ qua này luôn. Đây, để anh chị em cùng hình dung. Nó chìm mà cốt cũng khó đo quý vị. 35. 35. Đấy, mình đo cái chậu luôn. Lục giác ống. Chậu 22 ngang. Cao 18. Rồi, về tác phẩm mini hải châu này, mình chia sẻ giá là bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 2 triệu 9 nha mấy anh chị. 2 triệu 9, một tác phẩm hải châu mini, rất đẹp mắt quý vị. Tiếp theo là một tác phẩm sam núi trái, hàng mini, hàng chắc chơi nha mấy anh chị. Sam núi trái mini. Cái này cái size nó phải là anh chị em mình mang đi chơi các hội quán cà phê bonsai là tuyệt vời. Cái này...
nuôi rất là già, theo phom tán thiên nhiên vào một chiếc chậu cũng rất là đẹp. Đây, dần tán, dần xương, dần râm, nó dày mịn rồi. Đây là sam trái, sam núi trái, có cái chân hay quý vị, nó khéo cái chân này, làm theo tán thiên nhiên không, một cái lớp tán phải nói là nó cứng hết nè, dần râm, râm nó cứng hết cù gắt rồi. Đây anh chị em mình xem thử nè, rất là cứng. Vào một cái chậu cũng khá là đẹp, phù hợp với một cái cây. Rồi mình chia sẻ về kích thước hoành chân 26, 26 cao 27, cao 27 tán 23, tán 23. Mình xây đi, xây tròn để anh chị em xem lại cái bộ tán với tổng cái bóng cây này. Rất là duyên dáng, đẹp mắt, rất tiện để anh chị em mình trang trí những cái không gian nhỏ hẹp, bàn làm việc rất đẹp. Rồi về tác phẩm này mình có chia sẻ giá không? Mấy anh chị nào muốn sở hữu tác phẩm này thì liên hệ với số điện thoại. Rồi anh chị em mình cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp nhà vườn. Có một số cây nhà vườn không báo giá, anh chị em mình thông cảm, vì có những anh em sở hữu về cũng có thể là mình thương mại lại, nên anh chị em mình thông cảm. Tiếp theo là một tác phẩm sam hoa nha mấy anh chị. Sam hoa, sam núi. Cái này rất là già quý vị, cũng đẹp dáng. Cái này nó có dần chân, hàng mini. Cũng duyên dáng cái bộ cốt, dần xương, dần râm. Cũng có thể là một cái giá mà anh chị em mình dễ sưu tầm, dễ sở hữu về để chơi, trang trí những cái không gian nhỏ hẹp quý vị. Đấy, nhìn anh chị em mình xem phần rễ nè. Đó, nuôi lâu, cốt chậu. Chiếc chậu này nó cũng hơi có cái đường răng, nhưng mà rất là chắc quý vị. Chiếc chậu đẹp. Đấy, không vấn đề gì. Rồi, anh chị em mình xem lại tổng thể một cái form dáng nè. Hàng mini, bỏ bàn. Dạ, yeah, nuôi lâu. 27. Phần chân 27. Đấy, dạng chân đứng rất đẹp. 25. Cao 25. Tán 37. Tán 37. Mình đo chậu luôn. Chậu 15. Chậu 15 vuông. Một chiếc chậu cũng rất là đẹp. Nhưng mà nó răng nhưng mà vẫn gia cố lại rất là chắc quý vị. Đấy. Mini sam hoa, sam núi. Dạ, yeah, cốt chậu. Giá bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 1,5 triệu nha mấy anh chị. 1,5 triệu, giá tại vườn. Tiếp theo là một tác phẩm sam núi trái nha mấy anh chị. Sam núi trái, hàng bưng bê, rất chắc cây. Về độ già, tính nghệ thuật, về cốt, thân nu. Cây này chơi theo lối cắt giật quý vị. Đây, trái bắt đầu cho trên cây, anh chị em cùng xem. Cái này nói về độ già thì quá già rồi, cực già luôn. Đấy, cái phần thân nu, dần chân, rất đẹp. Nghệ thuật. Đây là đúng chất chơi. Cũng có thể nói là anh chị em mình mang đi chơi các cái cuộc triển lãm, hội quán cà phê bonsai. Đấy, dần nu, thân co lắc đẹp, dàn xương, dàn râm, cù gắt hết rồi. Vào một chiếc chậu cũng rất đẹp, rất hợp với cây nữa. Tác phẩm này anh chị em mình sở hữu về thì chơi thôi, sau đó bấm cắt giật theo form, theo tán. Hoành đế 50. 50, hoành đế. Mình đo ngay cái đoạn cái cục nu. 22. 22, ngay cái đoạn cục nu. Cao 27. Cao 27. Tán 37. Tán 37. Rồi mình đo cái chậu luôn. Kích thước cái chậu đường kính bao nhiêu? Chậu 29. Chậu kích thước đường kính 29. Đấy anh chị em mình cùng xem lại.
quá nghệ thuật không quý vị. Rồi, tác phẩm này mình có chia sẻ giá không? Anh em nào, mấy chị nào muốn sở hữu cây sam núi trái này thì nhấc máy lên liên hệ em để mình thông qua giá chứ. Tại vì có nhiều anh em mình cũng về để thương mại nên em không có báo giá được. Rồi, anh chị em mình nhấc máy lên để liên hệ nhà vườn cùng tham khảo và giao lưu. Tác phẩm là sam núi trái hàng bưng bê, rất nghệ thuật, đẹp quý vị, đẹp hai mặt luôn. Tiếp theo là một tác phẩm Hải Châu Mini, cục lái hàng bàn chè nha mấy anh chị. Hải Châu Mini hàng bưng bê, cây này nuôi lâu rồi quý vị, dàn cán, dàn tay, dàn râm nó cũng tương đối hết rồi. Về cốt, dàn chân cao, cốt đẹp, liền lạc hết quý vị. Đấy, về thiên nhiên, tác phẩm Hải Châu Mini này rất đẹp mắt. Đây, anh chị em mình cùng cảm nhận cái phần này nè, phần cốt nè, cái dàn chân nè, cái độ co lắc của chân nè. Còn nuôi cái dàn trên nè, cái dàn dây này nó cũng là nút hết rồi. Cũng có thể anh chị em về mình xả ra, mình đánh nhẹ lại một dây, khi nào cái tán nào nó vên, vẫn tiếp tục vừa chơi vừa chăm mà nuôi thêm. Đấy, nó cũng khá là dày rồi, cốt đẹp, hàng mini bằng trà, vào một cái chậu cũng rất đẹp, chậu xịn. Đấy, anh chị em cùng xem. Rồi, mình chia sẻ về kích thước. Mình đo cái dàn chân 22 Cao 19. Tán 30. Mình đang ngay chỗ hình thân nha mấy chị. Mình hào cái phần động thân đi. 17. Khoảng 17. Chậu 20. Giá bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 3 triệu nha mấy chị. 3 triệu giá tại vườn. Một tác phẩm Hải Châu hàng mini bằng trà, đẹp mắt, anh chị em mình nhấc máy lên để giao lưu nhà vườn. Tiếp theo là một tác phẩm Hải Châu Mini đang cho hoa trái nha mấy chị. Hải Châu Mini đang hoa trái. Đây, anh chị em mình xem nè, trái nè, một số trái trên cây rồi nè. Đây là cái cành này là đang có hoa, nên là nhà vườn để đi cho nó có hoa và trái. Sau khi chơi hoa trái xong là anh chị em mình bấm chặn lại đoạn đây. Đấy, nó đang hoa trái rất là nhiều, cắt bỏ đi thì rất là tiếc quý vị. Cây này nó có một cái phần chỗ này, nó dính cái phần da này tí xíu, nhưng mà rất là lực cây. Vì nó thấy nó cũng ngộ khá là hay, nên là nhà vườn quyết định để, vì cây nó sống khỏe và lực. Nó đẩy cái tàn xuống. Đấy, trái, lực cây mà cho trái cho hoa. Đấy là về thiên nhiên quý vị, chứ còn không vấn đề gì quý vị. Các cái mạch mầm nè ra rất là tốt. Về tầm giá thì anh chị em mình rất dễ sở hữu về để chơi, để trang trí những cái không gian nhỏ hẹp. Đấy, mình hạo cái hoành nơi đấy. 25. Đo mô phỏng thôi quý vị, vì cái chậu này nó lọt cái phần đế xuống dưới. Tán 23. Khoảng tầm 23 tán. Đo chiều tán cao cái ống này luôn. 20. Đấy, một tác phẩm Hải Châu khá là duyên dáng. Lực cây nên hoa trái rất là nhiều nè quý vị. Rồi, về giá là bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 1 triệu 6 nha anh chị. 1 triệu 6 giá tại vườn. Một mini Hải Châu rất dễ thương. Tiếp theo là một tác phẩm mini sam nha mấy anh chị. Mini sam núi quý vị. Đây là hàng siêu mini rồi. Đấy, được bố trí lên một chiếc chậu này rất đẹp nè. Một chiếc chậu xịn. Chậu này nếu mà sưu tầm ra là khoảng 600-700 ngàn gì đó chiếc chậu này nè. Vào một cái tác phẩm mini rất là dễ thương. Cây này già lắm quý vị. Đấy, dần râm, dần xương anh chị em mình xem nè. Nhỏ thôi chứ mà nó cù gắt. Nó cũng khéo cốt. Bên phần bên này là về thiên nhiên nè, nó cũng có một phần lụa mà nó cuốn da nè, nó có dần chân nè. Đấy, những cái dòng siêu mini này bỏ bàn là rất đẹp quý vị. Đây là sam núi, nhưng mà vì nhà vườn nhiều quá, nhưng cái
mini này nên là cũng không nhớ được không cái nhớ cây này nữa là hoa hay là trái nha mấy chị. Cái này hoa hay trái à, thôi thì nếu anh chị em mình sở hữu về mà nó được ra trái là càng quý nha quý vị. Rồi mình chia sẻ về kích thước đây. Đấy mình hào cái hoành, hoành đế 21 12 cao 12 thì tán cũng 12 luôn nha. Tán 12 chậu 11 chậu 11 vuông chiếc chậu sền đó quý vị, hàng mini siêu mini. Đấy, anh chị em mình xem nhỏ nhưng mà dàn chân đẹp, nó dàn nu bên trên này. Nó lực cây. Rồi về giá là chia sẻ anh em là bao nhiêu? Giấy giao lưu tại vườn là 1.900.000 nha mấy anh chị. 1.900.000 giá tại vườn, hàng siêu mini sâm núi. Cây nằm chậu thân chậu lâu rồi nha mấy anh chị. Chiếc chậu phải nói là quá tuyệt vời không quý vị. Rồi anh chị em mình nhấc máy lên liên hệ trực tiếp nhà vườn để giao lưu quý vị. Coi dàn xương, đây dàn râm nữa nè. Anh chị em mình thấy không? Quá trời nuôi lộc. Tiếp theo là một tác phẩm hải châu mini nhưng mà chân dài. Hải châu hàng mini hàng chân dài. Đây anh chị em mình xem cái dàn chân nè. Cây đang hoa chuẩn bị đậu trái. Rớt cái cành này cũng duyên dáng. Đây phần trên là lũa thiên nhiên. Lắc cái cốt này cũng khéo. Vì giá thì anh chị em mình cũng dễ sở hữu về chơi. Đẹp dàn chân đứng rất là vững. Nó cũng lực cây. Rồi mình đo cái kích thước này. Đo cái hoành chân 30. Hoành chân 30. Cao 29. Cao 29. Tán 20. Rớt tán 20. Ba chiếc chậu mấy chị 20. Chậu kích thước 20. Giá bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 1.500.000 nha mấy anh chị. 1.500.000 giá tại vườn. Đấy cái phần lũa thiên nhiên là rất đẹp. Tiếp theo là một tác phẩm sam núi trái dán chanh nha mấy anh chị. Được vào một chiếc chậu cổ. Trước khi đi vào tác phẩm tiếp theo thì em cũng có giới thiệu cho mấy anh chị một số chậu cổ. Anh chị nào có thích thì liên hệ với số điện thoại em nằm bên phía tay trái màn hình ạ. Gọi em đây. Tiếp theo là sam núi trái. Rồi tiếp tục mình chia sẻ một tác phẩm sam núi trái. Đây là tầm một người bê nặng, hai người bê thì nhẹ. Cây này rất là già, phong tranh, chi tán dày. Được vào một chiếc chậu cổ rất đẹp mắt. Về độ già thì anh chị em mình cùng cảm nhận về cái dàn xương, dàn râm. Đây, cái bộ râm nó đã dày cứng hết rồi. Đi vào một cái chế độ phải nói là cái chất chơi. Đây là trái. Trái trên cây. Cây đang có trái nha mấy anh chị. Đấy. Và tác phẩm này những cái dàn râm đó chơi theo lối cắt giật. Vô form vô bóng rồi quý vị. Đúng là chất chơi. Anh chị em cùng xem và cảm nhận. Đấy, cái dàn cứng hết rồi. Bông tán làm rõ ràng. Thân co lắc. Về bệ đế cũng rất đẹp nè. Tất cả các cái phần rễ già lên nu. Thân co lắc. Rất là tranh. Đặc biệt là vào một chiếc chậu cổ anh chị em mình xem. Rất là giá trị cây. Một tác phẩm phải nói là quá tuyệt vời. Đấy về tổng thể anh chị em cùng xem lại. Và sau đây Thành Phú mời anh chị em mình xem qua cái kích thước 82. Tổng hoành đế là 82. Mình đo một cái mình thân nha mấy chị. Mình đo một thân 20. Thân 20 cái đoạn ngay thước. Và chiều cao. Cao 67 nha mấy chị. Cao 67. Tán 67 luôn. Tán 67. Đo kích thước chiếc chậu 42. Kích thước chậu 42. Rồi tiếp tục mình xoay đi.
ấy, dần xương dần râm. Tác phẩm này thì thôi quá là tuyệt vời không quý vị. Tranh dáng đẹp hai mặt, nuôi rất là lâu. Đặc biệt cái dần râm này, nó cù gắt hết rồi. Anh chị em mình xem chi tiết. Yeah, khiếp. Đế này lực đẹp, nó bò từ bên này qua này vào chiếc chậu cổ, phải nói là quá đẹp mắt. Rồi anh chị em mình cùng xem lại tổng bóng. Rồi về tác phẩm này mình có chia sẻ giá không? Cây hiện tại mình không báo giá trên video nha mấy anh chị. Ai có thích sở hữu tác phẩm sâm núi cháy này thì nhắc máy nên liên hệ với trực tiếp với nhà vườn em nha mấy anh chị. Video đến đây thì cũng đã dài. Cảm ơn mấy anh chị đã ủng hộ nhà vườn. Cảm ơn mấy anh chị để xem video từ đầu tới cuối. Hẹn mấy anh chị vào clip sau. Trước khi tạm biệt mấy anh chị thì mấy anh chị nhớ ủng hộ cho nhà vườn em. Hiện tại thì em cũng có một số chậu cổ. Nếu anh chị nào thích thì cứ liên hệ với số điện thoại của em. Xin cảm ơn và xin chào. Rồi, một tác phẩm sâm núi trái này cũng là cuối clip. Quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý thì cứ nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp nhà vườn, tham khảo và giao lưu. Thì qua chia sẻ của nhà vườn cũng có một số chậu cổ, anh chị em mình cũng có thể là liên hệ để sở hữu và vào cây. Rồi trước khi kết thúc cuốn video này, Thành Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết video. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em có nhà ý với tác phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn và giao lưu. Rồi Thành Phú xin chào quý vị.